Chào cả nhà nhá. Chào cả nhà đã đến với Lạch Chay 24 giờ nhá. Hôm nay mình lại tiếp tục review check-in cuối ngày công trình sân động Lạch Chay nhá. Mời cả nhà đón xem. Cuối ngày rồi mà các bác thợ vẫn còn đang sơn những chỗ còn khuyết ở nhà nhé. Sơn những chỗ mà nó còn chưa được đẹp. Giờ mình sẽ đi vòng quanh sân Lạch Chay một vòng cả nhà nhé. Nhớ theo chân mình nhé. Ai? Chào đại ca. Phương, không xin game làm gì? Sao xin game làm gì? Để chị đi bắt chồng ta rồi. Lượn, lượn như thòng ròng. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ những video hấp dẫn.